video này là cái video tiếp tục để mình hướng dẫn các bạn lập trình Arduino ha. Thì cái video này mình sẽ hướng dẫn về cái màn hình LCD để thể hiện những cái giá trị mà Arduino nó xuất ra. Thì các bạn thấy bên đây là mình có con Arduino Udo thì mình đang sử dụng cái bài trước. Thì các bạn nào chưa có nắm cái thông tin bài trước đó, thì coi lại cái video trước của mình để tiếp tục theo dõi cái video này các bạn ha. Thì đây là một cái màn hình nó gọi là LCD 1602 như mình đã giới thiệu ha. Thì cái 1602 này nó có rất nhiều chân, thì nếu mà nói trực tiếp qua đây á thì nó sẽ mất rất là nhiều cái chân in out của cái Arduino. Thì thường thường bây giờ người ta dùng một cái giải pháp kết nối bằng cái chuẩn E2C ha. Chuẩn E2C thì nó sẽ chỉ có tốn hai chân SDA với lại SCL thôi. Thì các bạn có thể coi thêm cái chuẩn giao tiếp này, nó có hãng Philips, nó phát triển từ rất lâu rồi. Giờ mình sử dụng thì mình phải mua thêm cái bo I2C này, mình connect vô với là cái bo LCD của mình đó. Thì mình sẽ kết nối vào hai chân A4 và A5 các bạn ha. Còn hai chân nguồn dĩ nhiên là mình phải cấp cho nó rồi, nó có nguồn nó mới chạy được rồi. Thì bây giờ mình tới cái phần hardware, thì cái phần hardware mình sẽ đóng như thế này. Thì cái mạch gì trước mình làm đó, bài trước đó, thì mình có dùng một con điện trở và một con led vào cái chân số 3 và cái nút nhấn vào chân số 4. Thì cái video này mình tiếp tục mình lắp thêm một cái LCD LC2 với một cái biến trở để mình hướng dẫn các bạn dùng biến trở và thể hiện lên LCD. Thì như cái mạch này các bạn thấy là hai chân SDI và SCL mình nối vào A4 A5 ha. Cấp nguồn cho nó rồi. Và cái biến trở cũng vậy, biến trở thì hai đầu là nguồn 5V lấy từ Arduino, và cái dây biến trở thì mình đưa vào không. Thì coi như là cái connect này là mình dùng một chân A0 này để đưa giá trị biến trở biến thiên từ 0 đến 5V khi mình dẫn biến trở từ 0 đến maximum. Rồi. Đó là phần hardware. Thì ở đây là cái hình mà mình cái camera đây các bạn. Thì các bạn có thể coi là cái chương trình nó vẫn là cái chương trình cũ phía bên đây ha các bạn. Thì mình sẽ bấm nè, thì trước các bạn nhớ là mình lập trình là bấm một cái thì con led nó chớp 5 lần, chớp 5 lần xong nó tắt ha. Đó, mình bấm lại mình nữa cho các bạn coi, chớp 5 lần. Rồi, nói chương trình cũ thì từ cái đây mình sẽ phát triển lên một cái chương trình mới. Thì cái chương trình này mình đặt tên là Phuton ha. Thì giờ mình nó sẽ áp nó đi. Đó, sẽ áp nó đi. Thì mình đặt tên cho nó là LCD. I2C các bạn. I2C rồi mình xem lại. Đây nó sẽ khởi động lại và nó cho mình một cái tên mới. Thì cái đó thì mình sẽ đi lập trình dựa theo cái đó, và nó sẽ không dùng con led nhưng mà mình sẽ dùng cái nút nhấn để mà mình hướng dẫn các bạn lập trình. Rồi bây giờ để mà lập trình được cái I2C thì các bạn phải vô, thứ nhất vô edit nha, vô stack, vô cái include library này, các bạn vô manage library đấy. Rồi các bạn phải tìm cái chữ liquid crystal I2C nha các bạn. Thì khi mà các bạn tìm cái này được cái này thì các bạn sẽ xuống đúng crystal I2C, các bạn install. Ở đây mình install rồi nên nó có chữ remove thôi, thì các bạn install cho mình. Thì trước đó thì nó phải có cái chương trình này nó mới liên kết được với cái LCD. Đó. Đó, hai các bạn ha. Rồi. Để mình đóng cái này lại. Rồi để bắt đầu nè. Thì các bạn sau khi các bạn cài á thì các bạn sẽ có cái chương trình đó nó nào nằm trong đây. Thì các bạn cũng vô stack cho mình. Rồi vô include library thì nó sẽ nằm ở dưới đây nè các bạn. Nó có cái chữ thì bạn click vô. Click vô. Thì tất cả các chương trình cái library nào các bạn áp vô á thì các bạn phải làm giống như mình, cứ mở click nó là nó hiện đây. Thì cái chương trình này cũng vậy, các bạn muốn xài nó thì các bạn copy ra đây trước cho mình để mình khai báo cái LCD của mình. Thì cứ viết dài xong bấm LCD, cái này là cái đặt tên nha, các bạn đặt con mèo con chuột con gì cũng được ha. Nhưng mà đây mình LCD cho mình nhớ. Thì đầu tiên là các bạn phải bấm địa chỉ của nó. Thông thường là địa chỉ nó là 027 hoặc là 0 nhân cho 3F nha các bạn. Thì các bạn dùng cái này trước, 027 cho mình, rồi 16 16 cột và hai dòng đó. Để cho nó biết trong trường hợp các bạn có 1604 hay 1602 gì để cho nó biết các bạn. Rồi xong rồi đó các bạn. Xong sau đó là các bạn sẽ khai sau cái cảnh báo, thì cái đầu cái vô setup này các bạn phải đánh vô là khởi động đó. Khai báo xong khởi động đó mà LCD ha, LCD nè. Để khởi động thì nó các bạn phải chấm các bạn. Chắc, khởi động là init. Ha, đó, init là khởi động đó rồi. Rồi. Khởi động sau đó là các bạn là
bật LCD lên, cái màn hình của nó đó, thì các bạn phải đánh chữ là LCD backlight. Cái này phải có nha các bạn. Rồi, đó là bắt đầu khởi động được cái LCD rồi. Thì bây giờ dưới đây mình có cái tham này nó nhảy từ không đó, tại giờ mình bắt đầu mình hiển thị nó các bạn, hiển thị phía dưới này nha. Rồi các bạn coi nè, mình sẽ hiển thị lên. Thì để mà hiển thị nó thì các bạn đánh cho mình là cái gì? LCD luôn, tại mình đặt nó LCD print. Rồi các bạn in cái gì các bạn nói cho nó biết, in tham. Thì cái tham này nó sẽ nhảy từ 1 đến 5 theo các bạn biết ha. Rồi, mình chỉ print vậy thôi. Nhưng mà trước khi bạn lên thì các bạn phải cho nó biết là các bạn muốn bắt đầu ghi từ chỗ nào. Thì các bạn ghi là set cursor cho các bạn. Cái này các bạn phải nhớ. So là cái con trỏ đó các bạn, set cursor ở đâu? Không, không các bạn. Không không là cái gì? Không không là hàng không cột không, là mình bắt đầu ghi. Giờ bắt đầu kiểm tra cái gì sai không? Nó compile ok, giờ mình download xuống các bạn. Thì đây nó khởi động rồi, các bạn thấy nó ghi không không? Đây ghi không rồi. Để bạn bấm nè. Bấm nha. Tay mình chè ha, mình bấm thì nó chớp nó tăng lên. Tại in ở đây là nó bằng không á, mình muốn in là mình phải in trong này. Ở trong này. Rồi mình in trong này thì nó mới cọc, nó mới in được cái giá trị này. Lúc xuống đây nó sẽ xét về không rồi thì luôn luôn không các bạn nha. Rồi. Bây giờ mình compile lại đây. Rồi, mình bấm nha các bạn. Rồi. Khởi động rồi. Đây, giờ nó chưa có thể hiện vậy tại vì mình cái phần lớp white nó chưa chạy. Rồi mình bấm. Đó, nó tăng lên. Thấy chưa các bạn? Nó mất rồi. Nó giữ đó luôn. Tại vì hiện giờ cái màn hình nó in vậy mình. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục mình đi tới cái để mình đào vậy. Rồi, khi mình bấm rồi các bạn. Đó, nó đi. Khi mà dòng quay nó chạy thì nó mới hiển thị được. Nhưng mà khi mà nó hiển thị thì nó sẽ lưu ở đó cái số năm của nó. Rồi bấm một cái nữa thì nó sẽ clear về không các bạn ạ. Bấm cái nữa, nó clear về không. Rồi, mình hướng dẫn thêm các bạn cái này nữa. Rồi, xét cái này ha. Rồi, đầu tiên là mình trước khi mà mình in cái giá trị này ra thì mình muốn in một cái chữ gì đó. Giờ thí dụ như mình muốn in một cái chữ gì đó thì mình để vô dấu ngoặc kép. Và kép nha các bạn. Lần trước. Số lần trước. Rồi, 200 khoảng cách. Rồi, chỗ nào các bạn hãy coi. Nhưng mà lúc mà bấm nó có hiện lên nha các bạn. Đó, nó hiện lên số lần chớp là 2, 3, 4, 5. Rồi. Và cái lần đầu nó vậy là mấy lần sau nó sẽ giữ lên cái số lần chớp luôn. Còn các bạn muốn mà nó khởi động lên nó có cái này đó. Thì các bạn bỏ nó ra ngoài luôn. Bỏ nguyên cái này ra ngoài. Mình làm cho các bạn coi ha. Viết lời ngay ngắn đàng hoàng. Rồi. Trong đây thì mình chỉ có thời gian lúc nó đếm rồi. Rồi, bỏ này lên. Rồi, các bạn sẽ coi. Tại mình làm từ từ rồi các bạn sẽ nắm rất là vững. Báo lỗi. Before Y. Đây, nó có dấu hai chấm. Dấu chấm phải. Rồi, đào xuống. Nó in liền các bạn thấy không? Vừa khởi động lên nó in liền và mình bấm rồi nó sẽ đếm. Một, hai. Mình hiểu rồi, đây nè. Nhưng mà đó là cái in cái tham này là mình phải set cursor. Các bạn set cursor. Rồi xong rồi mình phải set cursor lại đây để cho nó đúng cái kia chiếm bao nhiêu ký tự. Hai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Thì nó sẽ từ cái số 14 nha các bạn. 14 rồi, 14. 14 không. Dạ.
Là đấy nó quay nha. Rồi, mình bấm đây. Đó. Đấy các bạn. Ok rồi. Rồi. Cái đó là xong LCD, bây giờ mình qua cái biến trở. Thì đấy mình khai báo biến trở thì nó giống như in output thôi các bạn. Mình nói là cái giá trị biến trở. Biến trở đây. Đó, biến trở thì bằng A0. A0 mà đấu với A0 thì mình báo A0. Rồi mình báo là giá trị biến trở. Giá trị biến trở. Rồi. Đầu tiên là cho nó bằng 0. Rồi. Đó, thì ở đây là mình phải khai báo biến trở. Là bin mod luôn, nó phải là input các bạn. Rồi sao các bạn, khi mà mình dạng biến trở thì mình muốn cho nó biến thêm từ 0 đến 100 đi, hoặc là 5 tới 100 gì đó, thì các bạn sẽ làm gì cho mình? Các bạn là giá trị biến trở mình biến thêm từ 0 đến 100 đúng không? Thì giá trị biến trở bằng cái gì? Bằng cái này các bạn phải nhớ nha. Map bằng map. À, từ từ map. Map là mapping rồi. À, mình chỉ cái này cho các bạn dễ làm. Thì map giờ là gì? Đầu tiên là mình có là analog. Rồi, tiếp tục mình sẽ map analog analog grid của cái biến trở. À, các bạn, rồi xong sau đó là các bạn muốn nó biến thiên cái đối với cái giá trị mà gọi là analog của cái con Arduino nó gọi là 10 bit các bạn, thì nó sẽ biến thiên từ 0. Khi mà các bạn đưa cái điện áp đầu vô cái chân A0 á, từ 0 đến 5 thì nó biến thiên từ 0 đến 1023. Đó các bạn, thì giờ mình phải báo cho nó là cái map này, là cái lệnh map này nó phải cho mình hai cái số, là nó đọc giá trị của biến trở nè, xong rồi nó biến thiên từ 0 đến 1023, thì mình muốn biến đổi nó từ từ 0 đến 100 ví dụ như vậy đó, thì mình ghi vô. Ví dụ như các bạn muốn xét tốc độ của một cái động cơ nó chạy từ 0 đến 100 thì bằng theo cái biến trở, thì các bạn sẽ xét cái giá trị này, là chị nó đọc trên con Arduino này thì nó sẽ trả về cho mình cái giá trị của biến trở, thì cái tên mình đặt thôi, giá trị biến trở là 0 đến 100, thì lúc đó là cái giá trị biến trở này nó sẽ biến thiên từ 0 đến 100 đúng không? À, các bạn ha. Rồi. Thì đây, sẵn đây mình in cái giá trị biến trở luôn cho các bạn nè, mình cho các bạn coi ha. Thì bây giờ mình chép lại cái này đi. Chép lại. Các phía trên đó thì mình in cái bạn đếm số 1 2 3 4 này còn. Rồi đây. Đây mình set set cursor là mình set xuống cái hàng phía dưới. Để các bạn phải set số 1 đây. Rồi mình muốn in cái gì các bạn? Mình muốn in là ở đây trước đi. Mình in là cái giá trị biến trở. Nó sẽ biến thiên từ 0 đến 100 ha. Rồi mình in in nó vô đây. Rồi, ok. Đây đúng rồi đó, LCD. Giá trị biến trở rồi. À, mình sẽ đánh thêm một cái lệnh nữa, lcd.clear. Mình cho nó hiển thị xong rồi mình đi lên chút. Mình đi lên 100 này. Để cho mình thấy được nó có chớp nhiều bạn ha. Rồi đây, mình kiểm tra xong mình đào xuống. Báo lỗi để cái dấu bậy bạ. Theo cái dấu phẩy. Rồi, tiếp tục. Xong các bạn, đào xuống nha. Rồi, LCD khởi động, các bạn thấy đây nó có cái số. Các bạn, cái số hiện giờ là nó là cái số 99, tại vì mình đang để biến trở cao nhất, giờ mình xả biến trở xuống nè. Bạn thấy nó giảm không? Giảm về số 0, tăng lên từ từ. Đó các bạn, đó. Rồi là biến trở. Bây giờ ví dụ như mà trước nó mình ghi ghi một cái chữ gì đó thì mình ghi là mình copy nó lại đi rồi mình để vô đây đó bạn. Thì mình để là cái gì, mình muốn in cái chữ gì đó để cho mình dễ hiểu. Mà ví dụ mình in chữ tốc độ hai chấm khoảng cách chút
Rồi mình download xuống nè, thì nó sẽ hiển thị cái sự tốc độ để mình biết rằng là cái tốc độ hiện giờ mình đang xét là nhiêu. À, đó còn coi đó, tốc độ 80 đó, tốc độ đó. 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 Thì các bạn thấy không, cái này mình sẽ ứng dụng để mà mình điều khiển điều chỉnh cái tốc độ của step motor. Thì mình dẫn đây, và cái video sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn về step motor. Thì sau cái video sau step motor thì mình sẽ đến một cái video nữa, là cái video cuối cùng mình sẽ ráp toàn bộ cái kiến thức này để mình điều khiển cái một cái động cơ step mà để hàng cho xe nguyên tự động các bạn ha. Rồi nên nhớ cảm ơn và chờ mong các bạn chờ đợi cái video sau của mình.